Chào tất cả các bạn nha. Thì thầy Lộc Live Cam đã trở lại rồi nha các bạn. Thì trước Tết cũng như là trong Tết và sau Tết thì mình khá là nhiều việc các bạn ơi, cho nên là mình không có quay video được, cũng như là không có thời gian trả lời tin nhắn cho tất cả các bạn được. Chính vì thế mà các bạn thông cảm bỏ qua cho mình nha các bạn. Đến hôm nay thì mình mới sắp xếp được công việc cũng như là có thời gian rảnh rỗi rồi đó. Thì từ đây mình sẽ quay video review live cho tất cả các bạn nha. Thì ở video mới nhất 2024 này thì mình cũng không biết nói gì hơn, xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả các bạn, cũng như là lời chúc sức khỏe và những gì may mắn nhất sẽ đến với tất cả các bạn nha. Thì video mới nhất này mình cũng sẽ không có review gì cả, mà là mình sẽ tặng like cam giá rẻ cho tất cả các bạn, cũng như là một bao lì xì cho người nào may mắn nhất nha các bạn. Nó lục trong kho ở năm 2023 sao mà sót lại một con like cam LS122 này các bạn. Thì hôm nay mình sẽ tiến hành tặng like cam này cho người nào may mắn nhất khi xem video mới nhất 2024 của thầy Lộc Live Cam nha các bạn. Thì thể lệ tham gia cực kỳ đơn giản đó các bạn. Các bạn chỉ cần bình luận một số bất kỳ, một số duy nhất có 3 chữ số nha, từ 000 tới 999 đó, thích con số nào thì bình luận con số đó nha các bạn. Thì hôm nay là thứ bảy đúng không, ngày mai là chủ nhật, ngày mốt là thứ hai. Đúng vào ngày thứ hai các bạn dựa theo giải 7 của đài sổ số miền Nam tỉnh Đồng Tháp nha các bạn. Bạn nào bình luận với chung giải 7 của đài Đồng Tháp thì sẽ là người chúng con like cam LS122 này, cũng như là được nhận một bao lì xì may mắn từ thầy Lộc Live Cam nha. Thể lệ tham gia thì cực kỳ đơn giản như thế thôi các bạn ơi. Đó, thì sẵn đây mình sẽ quay cận cảnh con LS122 cũng như là bay thử vài vòng cho các bạn xem, cũng như là hướng dẫn các bạn bay khi mà nhận được hàng quà tặng của thầy Lộc Live Cam nha các bạn. Thì khi Lộc tặng cho các bạn á, thì các bạn chỉ việc chơi thôi, không cần phải tốn thêm một phí gì cả các bạn, miễn phí ship tặng giường cho tất cả các bạn luôn nha. Ok, thì bây giờ sẽ quay cận cảnh LS122 có nó gồm có những gì, cũng như là hướng dẫn các bạn bay sơ và bay trải nghiệm về nó nha các bạn. Coi như đây là cái phần quà chi ăn đầu năm mới của mình dành cho tất cả các bạn nha. Bên cạnh đó thì từ đây về sau mình sẽ có sản phẩm nào hot mới ra thì mình sẽ làm cái video review của sản phẩm đó, sau đó kèm theo tặng like cam tiếp tục cho các bạn đam mê mà không có điều kiện nha các bạn. Ok, thì bây giờ sẽ quay cận cảnh nha. Nhớ like, đăng ký kênh, theo dõi kênh YouTube cũng như là TikTok của thầy Lộc Live Cam nha. Thì trước mắt các bạn, đây chính là con LS122 mình sẽ tặng cho người may mắn nhất khi mà comment trong cái video này nha các bạn, cũng như là một cái bao lì xì may mắn từ thầy Lộc Live Cam nha. Mình có ghi chữ thầy Lộc Live Cam trong cái tờ tiền lì xì luôn nha các bạn. Nó thì con này mình lục trong kho cho nên là nó còn hơi cũ nha các bạn. Vỏ thì nói chung là khá là cũ rồi, cho nên là các bạn cũng bỏ qua nha. Quan trọng là con Live Cam còn mới, bay ok là được rồi các bạn ơi. Đó, thì đây sẽ là bên trong nha các bạn. Đó, thì khi các bạn được tặng thì sẽ được tặng kèm hai bên luôn. Đó, cánh dự phòng, tu vít và cục sạc đầy đủ nha các bạn. Nói chung về chỉ việc chơi thôi các bạn ơi. Đó, còn đây sẽ là con Live Cam cũng như là tay điều khiển nha các bạn. Thì con Live Cam này là động cơ chổi than các bạn ơi, nó khá là lâu rồi nhưng mà vẫn còn bay ok nha. Được cái thì nó có đèn khá là đẹp các bạn. Thì để bay con này á rất là đơn giản thôi, các bạn chỉ cần nhét cái viên pin vô đây nè. Đó, sau đó thì cắm sắt đúng chiều là ok các bạn. Đó, nó sẽ có đèn khá đẹp nha. Thì cái đèn màu xanh sẽ là đầu máy bay nha các bạn, màu đỏ là đuôi máy bay nha. Các bạn hướng cái màu xanh về phía trước nha các bạn, nó có đẩy cánh đẩy sẵn rồi đó. Sau đó các bạn mở nguồn tay điều khiển lên như thế này. Đó, đẩy lên đẩy xuống cho kết nối là ok. Đó, thì đẩy khởi động máy bay chứ các bạn chỉ cần đẩy từ từ nè là máy bay sẽ khởi động nè. Đẩy càng cao nó bay càng cao, hạ từ từ nó sẽ tắt. Đó, bay lên bay xuống, xoay trái xoay phải. Còn bên này sẽ là bay tới bay lui, bay sang trái bay sang phải. Còn lúc này sẽ là tắt, mở đèn nè, mở đèn chớp nè. Đó, nó sẽ chớp như này, nhìn nó rất là đẹp nha các bạn. Còn tắt thì bấm xuống. Còn mấy lúc này là mấy cái nút sập chim, khi nó bay nghiêng qua trái hoài thì các bạn chỉnh cái này qua phải. Đó, khi nó bay nghiêng qua phải thì các bạn chỉnh qua trái, đến khi nào nó cân bằng thì thôi. Nó bay tới thì các bạn chỉnh lui, nó bay lui thì các bạn chỉnh tới. Rồi, đơn giản như thế thôi các bạn. Đó, sau đây mình sẽ bay vài vòng cho các bạn xem chơi để chứng tỏ là con Live Cam Lộc tặng cho các bạn là còn bay ok nha. Bên cạnh đó thì là sẽ bao ship tặng giường cho tất cả các bạn luôn. Nhận Live Cam từ thầy Lộc thì chỉ việc chơi thôi, không cần phải làm gì thêm nha các bạn. Ok, ok, thì bây giờ thầy Lộc sẽ bay con Live Cam mà thầy Lộc sẽ tặng cho tất cả các bạn ở trong video này LS122 nha các bạn.
Đó thì cánh màu xanh sẽ là phía trước đầu máy bay nha, cánh màu đỏ là đuôi máy bay nha. Thì bây giờ mình sẽ khởi động nè. Đó, lên nè. Đó thì đây là con Lycam giá rẻ các bạn, cho nên là việc bay nó thì các bạn cũng phải lưu ý nha. Khi mà gặp nguy cấp rồi thì chúng ta kéo càng ga xuống hết cho nó tắt nha các bạn. Đó, để nó bảo toàn động cơ nha. Đó thì chút xíu đây mình sẽ kiểm tra coi còn phụ kiện không, thì mình sẽ tặng kèm cho tất cả các bạn luôn nha. Khi mà các bạn bay mà lỡ bị va chạm hư á, thì cũng có đồ thay thế luôn nha các bạn. À, nói chung thì con này bay thì cũng ok các bạn. Nó nhìn ngắm nó các kiểu thì cũng rất là đã nha. Thì nói chung là do mình có công việc cho nên là trước Tết với lại trong Tết với sau Tết đó các bạn, mình khá là lu bu nha các bạn. Tại vì mình còn phải kinh doanh bán linh kiện phụ kiện điện thoại cũng như là điện thoại giá rẻ rồi mình sửa điện thoại nữa các bạn. Cho nên là mình khá lu bu, không có thời gian mà trả lời tin nhắn cho tất cả các bạn liền được. Đó, đến hôm nay thì mình mới sắp xếp xong công việc cũng như là bà con đi làm hết trơn rồi. Đó, tiệm bây giờ nó cũng vắng rồi, thì mình sẽ tập trung lại quay review Lycam cũng như là Ron FPV, và sẽ tặng Lycam Light Ride cho tất cả các bạn nha. Đó, mở đèn chớp chỗ đẹp rồi các bạn. Đó, ok không? Đó, lên cao xíu nè các bạn không? Nếu con này mà bay ban đêm thì nó rất là đẹp nha các bạn. Đó, thì con này thì nói chung là nó cũng hơi khó bay nha. Các bạn bay rành rồi thì nó sẽ bình thường thôi các bạn. Đó, như mình bay rành rồi thì các bạn thấy không? Nó sẽ giữ vị trí nè. Đó, khá là tốt như thế này. Đó, ok không? Đó, thì nói chung là bây giờ mình rảnh rồi đó. Các bạn cần mua Lycam hay Ron FPV á, thì cứ inbox qua Zalo của Lập nha, là 0988002232 nha các bạn. Đó, lên cao nè. Đó, xuống nè. Đó, các bạn mà điều khiển rành rồi thì điều khiển con Lycam nó sẽ rất là thuần thục thôi. Khi gặp nguy cấp đâm đụng người kia đó thì các bạn nhớ tắt động cơ liền nha các bạn. Đó, kéo cần ga xuống hết cho nó an toàn động cơ nha. Đó, thấy không? Ok, wow, bài cũng khá là phê nha các bạn. Thì cái tầm điều khiển con này nó chỉ bay trong tầm khoảng là 20m thôi các bạn ơi, cũng như là thời gian bay tầm khoảng là 5-7 phút thôi nha các bạn. Cho nên là mình mới tặng cho tất cả các bạn hai pin luôn đó. Wow, nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ thầy Lộc Lycam nha các bạn. Đó, khi mua Lycam hay Ron FPV thì cứ inbox qua Zalo hoặc là gọi luôn nha các bạn, 0988002232 nha. Đó, bạn thấy không, bay rành rồi thì vẫn giữ vị trí ngon lành thôi. Đó, các bạn nhớ phân biệt đầu đuôi của con Lycam là ok rồi các bạn ơi. Đó, bay lên cao nè. Đó, đèn chớp nhìn nó khá là đẹp nha các bạn. Nói chung là đây, vì sao mình review cái sản phẩm nào mà có giá trị cao thì mình sẽ tặng kèm con Lycam giá rẻ trong video đó, để mà khích lại tinh thần của tất cả các bạn cũng như là chi ăn tất cả các bạn đã ủng hộ thầy Lộc trong thời gian qua nha. Ok, thì nhớ bình luận số may mắn nha các bạn, từ 000 tới 999 đó, các bạn thích con số nào thì bình luận con số đó nha các bạn. Đó, đến ngày thứ hai đó, kết quả xổ số Đồng Tháp giải 7 nha, bạn nào mà bình luận trùng với kết quả giải 7 của đài truyền hình xổ số Đồng Tháp thì sẽ là người trúng được con Lycam LS122 này, cũng như là một bao lì xì từ thầy Lộc Lycam nha các bạn. Ok, thì cảm ơn tất cả các bạn đã xem video nha. Nhớ bình luận con số may mắn của mình nha các bạn. Yeah. Yeah, nhớ bình luận một số may mắn bất kỳ từ 000 tới 999 đó, thích con số nào thì bình luận một con số duy nhất đó đi nha các bạn. Biết đâu các bạn sẽ trùng với giải 7 của đài xổ số kiến thiết Đồng Tháp vào ngày 26 tháng 2 bữa thứ hai sắp tới nha các bạn. Hên xui chúng được con Lycam giá rẻ ăn LS122 cũng như là một bao lì xì may mắn từ thầy Lộc Lycam nha. Ok, thì kết quả xổ số cũng như là người trúng thưởng mình sẽ ghim trong phần bình luận nha các bạn. Bạn nào bình luận trùng thì cứ inbox qua Zalo của thầy Lộc 0988002232 để nhận thưởng nha. Ok, cảm ơn tất cả các bạn nha.